Chào các bạn, ở trong phần 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về phần mềm độc hại, malware và mã độc, malicious code. Thế thì những kẻ tội phạm mạng thì thường nhắm tới các cái thiết bị đầu cuối của người dùng bằng cách là cài đặt các cái phần mềm độc hại. Thì đầu tiên là virus. Thì virus là một cái các cái một loạt các một tổ hợp các cái mã độc mà được có thể thực thi được, và các cái tập mã độc này nó thường gắn vào một cái file thực thi nào đấy, ví dụ file exe hoặc là file msi đấy, vân vân đấy. Và các cái file này thì là những chương trình mà hợp lệ đấy. Và khi mà người dùng chạy các cái chương trình này thì có thể kích hoạt cái sự hoạt động của virus. Và các bạn lưu ý đó là virus hoạt động được là có cái sự can thiệp hay là có cái tác động của người dùng. Loại thứ hai đó là sâu. Sâu là những cái là một cái dạng mã độc mà có thể tự nhân bản một cách độc lập bằng cách là khai thác các lỗ hổng bảo mật ở trên mạng. Đấy, và khi đó thì nó sẽ làm chậm toàn bộ hệ thống mạng lại. Đấy, bởi vì sâu sẽ thực hiện cái việc là gửi rất nhiều các gói tin dò quét lỗ hổng bảo mật trên mạng, nên nó làm cho cái hệ thống mạng bị nghẽn. Đấy. Thì so sánh với virus thì sâu nó khác ở chỗ virus thì cần có một cái chương trình, có cái file thực thi để bám vào, để gắn vào. Thế còn sâu thì nó là một cái chương trình độc lập. Đấy. Và sâu thì có thể tự kích hoạt, tự lây lan mà không cần sự tác động của con người. Phần thứ ba hay là cái loại thứ ba đó là Trojan Horse, đấy, tức là ngựa thành troi, là một cái loại phần mềm độc hại mà nó sẽ thực thi những cái hành vi độc hại nhưng mà lại dưới dạng là một cái là chương trình mà lại hợp pháp, ví dụ như là một cái chương trình game online đấy. Và khi mà cái chương trình này khởi chạy đấy thì con Trojan này nó sẽ khai thác cái quyền của người dùng mà chạy chương trình đó. Đấy, ví dụ bạn download một cái phần mềm từ trên internet về đấy, nhưng mà bạn lại download từ một cái nguồn không rõ nguồn gốc, search Google ra, đó chúng ta bấm vào đường link tải về, và chúng ta ví dụ như phần mềm YubiKey chẳng hạn, nhưng mà trên mạng có rất nhiều phần mềm YubiKey đấy, thì cái nguồn chính gốc của nó là unikey.org đấy, trang chủ chính thức. Thế còn từ rất nhiều các cái nguồn khác, ví dụ như là từ những cái trang tải miễn phí rồi những trang download, thì bạn tải về bạn chạy unikey thì unikey vẫn hoạt động, tuy nhiên khi đó là bạn cũng đã nhiễm Trojan Horse nếu như mà cái file unikey đó bị chèn thêm đấy. Và bên cạnh những cái file thực thi như vậy thì Trojan còn đính kèm vào những cái file mà không phải file hoạt động, ví dụ như là file ảnh, file âm nhạc hay là các cái game.